Vâng, để làm cái bánh có lá cờ Mỹ đó cho ngày July 4 đó quý vị, chúng ta còn những cái vật liệu rất là đơn giản, đó là màu và rau câu cũng như là nước cốt dừa, chỉ có ba cái đó thôi. Riêng về đường thì chúng ta cũng có đường loại đường thật trắng đó, và đây là cái khuôn mà chúng ta sẽ đổ. Mặt lăm có khuôn là 9 in, 9 in bề ngang và bề cao nó 3 in quý vị. Thì cái khuôn, nếu quý vị có cái khuôn nào khác mà lớn hoặc nhỏ hơn thì quý vị sẽ căn cứ theo cái trọng cái định lượng mà Mặt Lâm sắp đưa ra đây đó để chúng ta làm. Vì đây là cái khuôn chúng ta, Mặt Lâm không có dùng cái khuôn mà nó kín luôn. Mặt Lâm dùng cái khuôn hở, cho nên ở dưới này đó Mặt Lâm sẽ lấy cái giấy bạc nó căng nó cho nó cứng. Và trước lớp giấy bạc thì có một cái lớp plastic mà cái loại bọc đồ ăn đó quý vị, là hai lớp cho nó kho nước, nó kho nước nó không có chảy ra. Đó là cái khuôn. Riêng về cái Mặt Lâm cũng trình bày đây luôn là hai cái vật liệu mà chính chúng ta thì có ba màu lá cờ, nó có ba ngày màu là trắng, xanh và đỏ. Màu trắng, vào màu trắng thì mà Mặt Lâm sẽ dùng nước cốt dừa để làm màu trắng thay, và cái màu đỏ đó thì Mặt Lâm sẽ dùng cái yellow mà loại cái loại này nè quý vị. Nếu quý vị ở Việt Nam không có cái yellow này đó thì quý vị có thể thay bằng màu đỏ cũng được, cái màu food color đó dùng cho thực phẩm đó. Thì cái yellow này nó sở dĩ Mặt Lâm dùng nó là vì nó có cái mùi dâu rất là ngon, và nó trong đó nó cũng có cái yellow, có nghĩa là nó cũng có thể đặc lại từ đó nữa, cho nên cái sức đặc của nó rất là tốt. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là nếu thí dụ cái màu trắng đó quý vị thì không có cần phải màu, nhưng mà cái màu đỏ đã có yellow này quý vị không cần màu nữa, quý vị chỉ cần cái màu xanh thôi. Màu xanh này là cái màu của cái nền cờ đó, thì quý vị dùng cái màu trắng pha cái màu xanh vô một chút, tại vì chúng ta chỉ có một lớp màu xanh thôi, cho nên chúng ta không có cần xài nhiều. Mà cái hai cái nước nước chính đó là đỏ và trắng. Cái màu trắng đó thì Mặt Lâm có 600 ml nước và 300 ml nước cốt dừa. Cái lon nước cốt dừa này là 400 ml, thì chúng ta sẽ chia qua đây 100 ml cho màu đỏ, còn 300 là cho màu trắng. Riêng về cái rau câu đó thì dùng cái rau câu mềm này, dẻo này, hai màu, mỗi màu một bịch rau câu nha quý vị, một bịch luôn. Tại vì một bịch của nó dùng cho 1 lít, Mặt Lâm dùng cho nó một bịch bịch tuy là cái này nó không đủ 1 lít, nhưng mà Mặt Lâm dùng luôn cho nó cứng. Hai bịch, mỗi bịch một màu. Và riêng về cái gelatin này đó thì nó có tác dụng làm cho nó mềm và nó đặc mau hơn, nó đông mau hơn, cho nên Mặt Lâm sẽ dùng ở mỗi bên này là một muỗng nhỏ cà phê thôi, một muỗng cà phê. Bây giờ đó thì đường đó, cái đường ở bên cái màu trắng đó thì 300 g, bên cái màu đỏ thì 200 g. Bây giờ cái màu trắng nó 300 g này đó, Mặt Lâm sẽ bỏ cái gói rau câu này vào đây luôn. Cái gói rau câu của Việt Nam này quý vị, đây là cái rau câu này thường dùng lắm là khoảng 6 gram rau câu với Mặt Lâm đổ vào đây. Riêng về cái gelatin này đó thì quý vị có thể mua ở đâu cũng có hết đó. Gelatin này quý vị, Mặt Lâm sẽ dùng cho nó đây và khoảng nửa muỗng cà phê thôi, bỏ vào đây luôn, nửa muỗng cà phê nha quý vị. Chúng ta trộn lên cái hai cái hỗn hợp này, đường, bột rau câu và gelatin, chúng ta trộn trộn lên. Quý vị đổ vào đây hết vào đây luôn. Và ở đây chúng ta có 600 ml nước. Quý vị đổ hết vào đây. Chúng ta quậy lên cho cái rau câu nó nở đó. Chúng ta để nó khoan khoan sắp sửa, chúng ta chưa có nấu bây giờ. Chúng ta để cho nó khoảng 10 phút cho rau câu nó nở ra hết. Đây là cái màu trắng nha quý vị. Trước khi chúng ta nấu đó thì chúng ta bỏ lên bếp nấu cho nó nóng lên, xong nó tim tim rồi chúng ta mới bỏ nước cốt dừa vô sau. Chúng ta không pha nước cốt dừa vào ngay lúc này. Vâng, bây giờ chúng ta để riêng ở đây.
Riêng về màu đỏ đó thì chúng ta có 200 gram đường quý vị, 200 gram. Chúng ta bỏ đây. Mật lâm cho vào đây một bịch rau câu luôn. Cái phần màu đỏ này chúng ta không có cho gelatin nữa nha quý vị, tại vì trong cái gieo ly này nó có gelatin sẵn ở trong này rồi. Mật lâm sẽ cho vào hết cái bịch gieo ly màu đỏ này vào đây luôn. Nếu quý vị ở Việt Nam mà không có cái này đó, cái loại bột này đó, thì quý vị có thể dùng cái màu đỏ để thay thế. Đây là cái loại rất là thịnh hành ở Mỹ đó, tất cả mọi người đều biết đây là cái gieo ly. Thì nó có cái màu, cái mùi chua của dâu rất là ngon. Giờ chúng ta trộn lên. Và cái này của chúng ta sẽ có 700 gram nước nha quý vị. 700 ml nước, quên xin lỗi. Vâng, làm đổ vào đây 700 ml nước. Quý vị thấy vô cái màu đỏ này đó, nó rất là tươi. Giờ chúng ta quậy lên cho cái rau câu nó tan luôn quý vị. Vâng, cái việc đầu tiên là chúng ta sẽ chuẩn bị làm những ngôi sao cho nó trên cái lá cờ màu xanh, nó có ngôi sao trắng đó quý vị. Thì để làm ngôi sao trắng đó thì chúng ta, cái nước rau câu này chúng ta đã có sẵn rồi. Thì chúng ta bỏ vào đây 3 giá. Chúng ta là dùng cái dĩ này để chúng ta trộn, để chúng ta đông nha quý vị. Chúng ta đông nó cho và coi thử nó cao bao nhiêu. Rồi 3 giá thì nó cao bao nhiêu đây. Bây giờ chúng ta cho vào đây một giá nước cốt dừa nữa. Thì chúng ta thấy nó trắng được bao nhiêu, nó trắng chưa? Nó chưa trắng, chúng ta cho thêm. Tại vì cái đèn ngôi sao của chúng ta màu trắng nha quý vị. Đó, bây giờ thì chúng ta đã có được cái hỗn hợp nè màu trắng này rồi. Bây giờ chúng ta đổ vào vào nồi để chúng ta nấu. Cái khay này đó thì quý vị nếu không có cái khay như của Mật Lâm thì quý vị có thể xài những cái khay khác để mà cân nó. Một lát nữa chúng ta sẽ có cái những ngôi sao ở đây. Vâng, bây giờ chúng ta mở lửa ra. Và khi bắt đầu nó chung quanh của nó đó, nó nổi màng lên, nổi những cái bọt ở chung quanh đó, thì chúng ta hạ lửa xuống chỉ còn medium thôi, chỉ còn 50% thôi là vừa. Và chúng ta nấu cho nó cái rau câu cho nó tan ra quý vị. Vâng, bây giờ nó đã bắt đầu nó sôi chung quanh rồi đó. Bây giờ chúng ta hạ lửa xuống còn 50% thôi. Cho nó nóng hết cả cái hỗn hợp này của chúng ta, cho nó nóng lên. Quý vị thấy nó khi nó bắt đầu nó nổi bọt chung quanh lên là được nha quý vị, đừng để lâu quá. Bây giờ nó nổi bọt một lần nữa rồi là được rồi đó. Bây giờ chúng ta tắt lửa đi. Chúng quý vị đổ hết ra cái khay này. Vâng, bây giờ chúng ta để yên cái khay này đây cho chờ cho nó nguội hẳn rồi chúng ta cắt cái hình ngôi sao. Vâng, bây giờ chúng ta bắt đầu nấu cái màu trắng này quý vị. Chúng ta sẽ đổ, khi nấu xong chúng ta đổ ra cái nồi, cái tô này lại để mà nấu màu đỏ. Ok, bây giờ nó cũng vậy đó, chúng ta mở lửa cho nó nóng lên xong rồi cái bắt đầu đó chúng ta quậy nó. Vâng, cũng như đã nói quý vị đó là cái màu trắng này chúng ta có 300 ml nước cốt dừa quý vị. Bây giờ chúng ta nó hơi nóng rồi, chúng ta bỏ vào đây luôn quý vị.
Bây giờ cái màu trắng này khi chúng ta làm xong rồi chúng ta phải làm màu đỏ nữa, mà muốn cho màu trắng nó đừng có đặc đó thì quý vị cho một cái nồi nước để ở dưới cái tô này cho cái hơi nóng nó bốc lên. Nó không có sôi nhưng mà nó hơi nóng, nó còn hơi nóng thì nó sẽ không đặc nha quý vị. Cho nên là chúng ta phải làm cái kiểu đó, tại vì chúng ta làm hai màu một lúc đó. Vâng, khi chung quanh cái thành nồi nó nổi bọt lên, nó sôi lên á, chúng ta tắt lửa và chúng ta đổ ra cái tô nha quý vị. Cái tô này sẽ được để lên trên một cái nồi nấu nước, và cái nước trong nồi đó ấm ấm thôi để giữ cho cái rau câu nó không có bị đặc lại đó. Bây giờ chúng ta tới trong khi đó chúng ta làm màu đỏ. Bây giờ cái màu đỏ này chúng ta cũng quậy lên xong, bắt đầu chúng ta tiếp tục chúng ta đổ vào đây. Vâng, chúng ta cũng quậy. Bây giờ chúng ta bỏ 100 ml nước cốt dừa vào đây quý vị. Thì có người ngạc nhiên là hỏi tại sao màu trắng bỏ với màu đỏ, nhưng mà tại vì cái màu đỏ này là cái màu transparent, tức là màu trong suốt, cho nên nó sẽ không có đỏ đúng như cái màu cờ mà chúng ta muốn. Thì muốn cho nó opaque, tức là cái màu nó đặc lại đó, cái màu nó đục đó, thì chúng ta phải bỏ nước cốt dừa vô. Thì nó bớt cái độ đỏ của nó bớt một chút xíu xuống. Nhưng một lát nữa đó thì khi mà như vậy đó là vừa rồi quý vị. Cho nên chúng ta cần phải có cái màu này thì nó không có còn trong nữa. Chúng ta không muốn nó trong. Nếu nó trong thì nó sẽ không có giống cái màu cờ. Cái chuông của chúng ta làm là toàn là màu đục không thôi. Cái này cũng vậy, khi mà quý vị nấu cho nó chung quanh cái thành nồi đó nó nổi bọt lên, sôi lên đó là chúng ta tắt lửa là được, quý vị không cần để cho nó sôi luôn đâu. Mặt lăm chia đây là có 7 vạch. Dĩ nhiên là nguyên cái màu cờ nó đó thì sẽ tới là 13 13 cái vạch lận. Nhưng mà chúng ta sẽ không làm 13 cái, từ 13 cái thì nó quá mỏng, quá nhỏ, nó không có được đẹp. Cho nên Mặt Lâm chỉ làm đây cái tính cách như là ước lệ tượng trưng thôi. Cho nên chia ra những cái vạch. Bây giờ ban đầu đó là cái màu đỏ này của chúng ta đó, thì Mặt Lâm sẽ cho nó đầu tiên ở dưới. Nó còn nóng nhiều, Mặt Lâm sẽ đổ vào đây. Và đổ theo cái vạch mà Mặt Lâm đã gạch sẵn rồi đó quý vị. Cái nấc đầu tiên chúng ta cho nhiều hơn những cái nấc thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, nhiều hơn chút xíu quý vị. Vâng, bây giờ chúng ta cứ để cho nó nguội và chúng ta bắt đầu đổ màu trắng lên. Vâng, cái màu trắng mà hồi nãy chúng ta làm đó quý vị nhớ là những cái này để làm ngôi sao đó. Thì Mặt Lâm có một cái loại ngôi sao mà nó bằng 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 thép này. Chúng ta sẽ ấn nó vào để lấy ra. Chúng ta quý vị phải sẽ ấn nó xuống đây. Và khi mà nó rớt ra như vậy rồi đó thì quý vị lấy một chiếc đôi đũa gấp nó ra. Đây là ngôi sao của chúng ta, một lát nữa chúng ta sẽ dùng cái ngôi sao này để bỏ lên trên cái màu xanh đó quý vị. Vâng, bây giờ thì cái chúng ta đã là những cái ngôi sao mà chúng ta cắt ra đó từ ở cái màu trắng đó. Bây giờ chúng ta đã lấy ra đây, bây giờ chúng ta để lại đây chờ cho cái màu đỏ này nó nguội hẳn. Chúng ta sẽ cho từng lớp trắng đỏ lên. Bây giờ chúng ta bắt đầu đổ màu trắng, khi màu đỏ nó bắt đầu khô mặt ra chúng ta đổ màu trắng lên quý vị.
Vâng, bây giờ chúng ta lại tiếp tục màu đỏ nữa quý vị. Sau khi mà màu màu trắng nó khô thì chúng ta đổ màu đỏ lên. Và tiếp tục chúng ta làm màu trắng quý vị. Vâng, bây giờ chúng ta còn màu đỏ nữa, cái lớp cuối cùng nữa quý vị. Vâng. Bây giờ chúng ta chờ nó nguội để bây giờ chúng ta làm một lớp nữa là lớp màu xanh. Cái lớp mà có lá cờ đó quý vị. Vâng, bây giờ trong khi chờ đợi cái màu đỏ của chúng ta nó khô đó thì cái màu trắng còn lại đó chúng ta pha thành màu xanh quý vị. Bây giờ cái màu xanh của quý vị bỏ vào đây. Và dọn nó về để từ từ pha coi thử cái nó cho nó đúng cái màu của nó mới được quý vị. Vâng, cái màu này rất là đẹp. Nhưng mà nó chưa được đậm, chúng ta cho nó đậm một chút xíu nữa. Vâng. Vì nếu mà quý vị không bật lửa lên đó thì nó sẽ bị khô đó, nó sẽ đặc lại đó. Tại cái màu cờ quý vị biết rồi, cái màu cờ, cái màu xanh này nó đậm lắm. Vâng, như vậy đã gần được rồi đó quý vị. Nó cũng đậm vừa như vậy thì nó sẽ đẹp hơn là cái màu quá đậm. Tại vì cái bánh của chúng ta không nên đậm giống như cái màu cờ 100% đâu. Chúng ta làm cái tính ước lệ thôi. Chứ không cần phải giống 100%. Vâng, bây giờ thì nó đẹp rồi đó quý vị. Và bây giờ chúng ta tắt lửa cho nó nguội một chút xíu, chúng ta bắt đầu đổ lên. Vâng, bây giờ chúng ta đổ cái màu xanh lên trên cùng quý vị. Vâng. Bây giờ chúng ta bắt đầu gắn ngôi sao cho nó quý vị. Khi nó còn chưa có khô hẳn đó. Chúng ta gắn sao lên cho nó mới dính được. Cái lá cờ này chúng ta chỉ có một phần gốc màu xanh thôi quý vị, và một lát nữa chúng ta cắt bỏ hết cái phần còn lại và nó sẽ lòi ra ở dưới đó, nó hiện ra màu trắng và màu đỏ từng lớp, tại vì lấy lá cờ của chúng ta xanh, trắng và đỏ, cho nên một lát nữa khi nó khô đó thì chúng ta sẽ cắt lớp của nó ra để nó lòi hay nó hiện ra hai cái màu kia. Bây giờ chúng ta phải để cho nó khô hoàn toàn nữa quý vị, cho nó thật khô rồi chúng ta mới bắt đầu lấy đem nó ra để cắt lớp nữa.
Vâng, bây giờ khi mà chúng ta mở cái khuôn này, đó là cái khuôn mở ra được nha quý vị. Cho nên mở ra rồi, chúng ta mở ra rồi, nhưng mà dỡ cái khuôn ra. Vâng. Ở đây nó có màu xanh, màu trắng. Bây giờ chúng ta sẽ cắt để chừa cái màu xanh này lại thôi quý vị. Bây giờ chúng ta chỉ là chừa 1 phần tư. Quý vị cứ cắt xuống hết cho tới cái lớp cuối cùng đó. Nhưng mà chừa lại cái lớp cuối cùng thôi. Quý vị cắt xuống hết, chừa tới lại cuối cùng cái lớp màu đỏ cuối cùng đó. Chúng ta chừa lại. Vâng. Bây giờ cái lớp màu xanh này chúng ta bắt đầu gỡ cái lớp màu xanh này lên quý vị. Vâng. Thì chúng ta sẽ có cái lớp màu đỏ đầu tiên. Bây giờ cái lớp màu đỏ này đó thì chúng ta lại cắt một cái lớp nữa. Ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 5 lớp tất cả. Thì bây giờ chúng ta chia ra thành 5 phần. Vâng, chúng ta chia 5 phần. Chúng ta để cái phần này lại. Và bây giờ chúng ta tiếp tục ta cắt lại làm lớp thứ hai. Quý vị cắt cho nó tròn và theo cái lớp này như vậy đó quý vị. Và bây giờ chúng ta bắt đầu lột cái lớp thứ hai. Thì nó chừa ra cái màu trắng này quý vị. Bây giờ tới lớp thứ ba. Vâng. Bây giờ chúng ta lại lột tiếp cái phần màu trắng này ra tiếp quý vị, để nó hiện ra cái lớp màu đỏ dưới này. Vâng, quý vị thấy đỏ, trắng, đỏ. Và bây giờ tới phiên lớp trắng nữa. Như vậy là cái lớp này chúng ta phải lột làm 3 lớp. Và cái lớp màu đỏ này đó, chúng ta cũng để lại và lột cái lớp màu đỏ này ra luôn đi. Thì nó sẽ chừa ra cái lớp màu trắng ở dưới này nữa. Vâng. Bây giờ chúng ta lại làm tới cái lớp cuối cùng là cái lớp màu đỏ cuối cùng nữa quý vị. Ở đây chúng ta sẽ làm một lớp màu đỏ cuối cùng. Vâng. Vâng, bây giờ chúng ta đã có, quý vị thấy là chúng ta đã có cái bánh rất là nhiều màu, và những cái màu đỏ trắng này đó
nó điển hình cho cái lá cờ của Mỹ. Bây giờ chúng ta cho thêm một lớp màu trắng nữa quý vị. Vâng, chúng ta lấy cái lớp đầu tiên này ra. Thì nó sẽ có màu trắng này. Và bây giờ chúng ta lại cho thêm cái lớp màu đỏ dưới nữa. Vâng, bây giờ chúng ta đã có một một lá cờ rất là ấn tượng. Quý vị thấy đây là cái lá cờ mà chúng ta sẽ mừng cái lễ độc lập bằng cái lá cờ Mỹ như thế này. Quý vị thấy là làm rất là dễ chứ không phải khó. Quan trọng là chúng ta có cái tư tưởng nó sáng tạo nó thôi. Bây giờ ở đây nó có hơi bị như này chút xíu, chúng ta gạt nó lên đi quý vị. Rà, vâng, là nó xong. Cái lá cờ này của chúng ta, Mật Lâm hy vọng rằng cái lá cờ Mỹ này nó sẽ làm cho gia đình của chúng ta nó đặc biệt hơn ở trong cái mùa July 4 năm nay. Và hy vọng rằng quý vị sẽ thích với cách làm này. Cái cách làm này quý vị có thể sáng tạo ra nhiều cách lắm. Dựa trên căn cứ trên cái cách này để mà chúng ta có thể sáng tạo ra nhiều cách khác nữa. Quý vị thấy đây là cái cách, cái lá cờ mà chúng ta có thể quay chung quanh vậy. Và nó quý vị muốn làm theo kiểu nào cũng được, miễn làm sao cho nó đủ cái hình ảnh như vậy là nó đẹp quý vị.